Trang Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký Chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 2 tây tháng 11 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là phần bảo trợ. Phần bảo trợ đầu tiên vẫn là phần bảo trợ của tờ Epoch Việt ngữ. Có mặt trên 36 quốc gia và được dịch sang 22 ngôn ngữ tuần báo Epoch Times tiếng Việt phát triển rất nhanh tại Hoa Kỳ, mang tới cộng đồng người Việt những tin tức trung thực và giá trị truyền thống. Kính mời quý vị ủng hộ đặt báo qua hai số 626 618 6168 và 714 356 8899 hoặc trực tiếp etviet.com trân trọng giới thiệu. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với tờ Epoch Times Việt, Việt ngữ qua trang web của họ là etviet.com Ngoài ra chương trình còn được sự bảo trợ bởi một show nhạc có tên gọi là Happy Thanksgiving diễn ra vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 tức là tháng này ở tại Baby Club ở thành phố Houston với sự tham dự của rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng mà quý vị yêu thích những giọng ca có Quang Dũng, Mai Thiên Vân, Đan Nguyên và Phượng Mai cũng như Hồ Hoàng Yến. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại ban tổ chức qua số điện thoại ngay trên màn hình của phòng là 800-777-8882, 1-800-777-8882 để đặt vé trước và xô nhạc này nằm tại thành phố Houston ở tại Baby Club. Nếu quý vị nào muốn tham dự thì ghi danh sớm. Và đó là phần bảo trợ ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần à, thời sự và những cái đề tài mỗi buổi chiều trong Houston Nhật Ký. Điều chiều ngày hôm nay thì Phong lại đi một cái à, chương trình Houston Nhật Ký hơi có tính chất gọi là cá nhân một chút xíu hoặc là có tính chất gọi là lá cải một chút xíu nhưng nó cũng sẽ nằm trong cái cái nội dung của Hilton Nhật ký thú quý vị. Ngày hôm qua Phong có loan cái tin về cuộc đối đáp giữa ông Elon Musk là một tỷ phú hàng đầu của thế giới, ông được xem là tỷ phú giàu nhất thế giới với tài sản 300 tỷ Mỹ kim và nhân vật giám đốc của cái à, chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hiệp Quốc là David Beasley. À, trong đó thì đôi bên đã có tweet qua tweet lại trong vấn đề đầu tiên hết là ông à, David Beasley là giám đốc của à, World Food um, Program, tức là chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi các tỷ phú, trong đó có ông Elon Musk và uh, Amazon và một số tỷ phú khác là đóng góp ngân sách khoảng 6 tỷ Mỹ kim để mà cứu đói cho 42 triệu người. Ngay sau đó ông Musk đã lên tiếng trên Twitter và nói rằng nếu các anh cung cấp đầy đủ tất cả những chi tiết à, liên quan tới 42 triệu người bị đói thì tôi sẵn sàng à, tôi sẵn sàng bán cổ phiếu của Tesla trị giá 6 tỷ kim để giúp cho các anh, nhưng với điều kiện là các anh phải rõ ràng trong vấn đề à, tài chính và chi phí. Thì ngay lập tức thì ông à, Besley đã lên tiếng và sẵn sàng tuyên bố là sẽ gặp gỡ với ông Elon Musk để mà hổ à, để mà đưa ra những cái à, thảo luận liên quan tới vấn đề này và câu chuyện chưa dừng ở đó ngày hôm nay thì Elon Musk lại bất ngờ bỏ trên Twitter một cái à, status khá khó hiểu cho tất cả mọi người status đó nó không phải là status mà nó chỉ có hai chữ duy nhất và một bài thơ của Trung Hoa à, hai chữ đó là ông nói rằng con người tức là human khai tôi tạm dịch là con người và trong đó thì ông tại để một cái dòng chữ bốn chữ à, à, chữ trung hoa thì bốn dòng chữ này chính là một bài thơ rất nổi tiếng ở trong cái à, lịch sử của trung quốc bài thơ này gọi là thất bộ thi bài thơ à, bài thơ này thì ông ta đăng lên và nhiều người đang khó hiểu thì từ những cái này phong sẽ à, đi vào và cho thấy rằng là elon musk là một nhân vật khá đặc biệt cho nên phong nói là bài nói chuyện ngày hôm nay tuy là có tính chất gọi là à, hơi à, cá nhân và lá cải một chút nhưng nó vẫn nằm trong cái à, hiêu tinh nhật ký và cái mục đích của hiêu tinh nhật ký là để à, phân tích kỹ hơn tất cả về con người chính sách hoặc là những cái gì mà liên quan tới à, thời sự. quý vị bài thơ mà ông à, elon musk đã đăng lên đó là một bài thơ mà tôi nghĩ rằng những ai đọc tam quốc chí đều biết. À, tôi ở đây tôi đọc lại cái bài thơ này đó là chữ đậu nhiên đậu kỳ đậu tại phủ trung cấp bản thị đồng căn sinh tương tiễn hà thái cấp đây là cái bài thơ à, và tạm dịch theo cái bản dịch của cụ phan kế bính thì đó là à, củi đậu nấu đậu đậu trong nồi khóc sinh ra từ gốc sau nở đốt nhau đó là cái bài thơ mà à, ông à, elizabeth đã đăng lên bài thơ này thực ra nó nằm ở trong cái cái cảnh đấu tranh về quyền lực ở cái uh, triều tam quốc Chí cái là thời đại tam quốc chí lúc đó thì à, tàu tháo chết và à, con trai của tàu tháo là tàu phi là muốn tím quyền thì lúc đó thì uy hiếp tới cái quyền lực của tàu phi chính là một người anh em trong nhà của tàu phi chính là tàu thực quý vị và lúc đó thì à, tàu thực là em và tàu phi là anh thì tàu phi sợ rằng là tàu thực vốn đã được tàu tháo khen rất nhiều trong quá khứ tại vì tàu tháo là một người mê văn chương mà Tào Thực lại là kẻ có khả năng về thi phú, cho nên là Tào Tháo có ý thương Tào Thực. Cho nên khi Tào Tháo chết thì Tào Phi sợ rằng đám quân thuần ở dưới quyền của Tào Tháo sẽ ủng hộ Tào Thực lên. Và Tào Phi đã bắt Tào Thực tới và ra ra lệnh đã trong 7 bước mà phải làm được một bài thơ. Mà nếu mà không làm được một bài thơ thì sẽ bị giết. Thì cuối cùng Tào Thực đã đọc bài thơ này, gọi là Thất Bộ thi, ý nói là anh em trong nhà cùng một gốc tại sao phải chém giết lẫn nhau vì quyền lực. Và nhờ bài thơ này mà Tào Thực thoát chết. Tào Phi đã không giết em trai của mình. Ok quý vị, đó là cái bài thơ của ông Elon Musk. Và bài thơ này đã được đăng lên và nhiều người khó hiểu. Người Hoa Kỳ thì không nói làm gì, người Trung Quốc thì họ hiểu được. Và có trả trên 100 triệu người đã xem được cái... Uh, cái bài thơ này của Elon Musk bởi vì ông ta nhắc tới bài thơ của Trung Quốc thì chắc chắn Trung Quốc vào xem rất là nhiều. Đúng không quý vị? nhưng người ta đang thắc mắc là tại sao trong cái bối cảnh này ông Elon Musk lại đăng bài thơ đó lên một bài thơ của Trung Hoa và quý vị bài thơ này thì có nhiều cái người đã bắt đầu suy diễn theo kiểu khác nhau có người thì cho rằng là ông đang nói về tình trạng đang có những cái cuộc tranh cạnh à, cạnh tranh quyết liệt của các đồng coin tức là cái tiền điện tử cryptocurrency đó thì à, ông Elon Musk ông đang nói về cái cuộc cạnh tranh gây gắt giữa các đồng Coi ở trên cái thị trường tiền điện tử. Nhưng mà phía tân hoa xã của Cộng sản Trung Quốc thì cho rằng đây là một trong những cái phản ứng của ông Elon Musk với lại ông David Bentley khi mà David Bentley đã có cuộc tranh cãi về vấn đề mà 42 triệu người bị đói trên toàn cầu và bài thơ mà củi đậu nấu đậu này lại mang ý nghĩa gì trong cuộc cạnh tranh, trong cái cuộc tranh đoạt đó thì quý vị phía của Tân Hoa Xã thì cho rằng đây là cái phản ứng của ông Elon Musk với lại cái à, à, cái, cái cái tình hình của, của của cái cái cuộc đối thoại ngày hôm qua. Tuy nhiên bài thơ này được đăng vào sáng sớm ngày hôm nay thì nhiều người lại cho rằng ông Elon Musk đang có cái ẩn ý liên quan tới cuộc à, tranh cử ở tại tiểu bang Virginia long ra mà cuộc tranh cử ngày hôm nay đã bắt đầu người dân ở Virginia ra đường bỏ phiếu và trong mấy ngày qua thì chúng ta đã chứng kiến được những cái cuộc gọi là đấm đá khốc liệt giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa trong vị trí cái ghế thống đốc của tiểu bang Virginia mà ông dùng chữ củi đậu nấu đậu thì ở phía Hoa Kỳ lại nghĩ rằng là ông Elon Musk đang nhắc tới một cái cuộc chiến quyết liệt ở trong cái việc mà quyết định cái chính sách và quyết định cái tương lai về chính trị của ông tổng thống Joe Biden bởi vì cuộc bầu cử ở Virginia sẽ là một cái uh, cho người ta thấy được cái bầu cử giữa mùa năm tới như thế nào. Thì phía Hoa Kỳ lại có cái diễn dịch như vậy liên quan tới Elon Musk. Và cái bài cái bài thơ mà ông ta đăng lên. Ok quý vị, tuy nhiên ở đây tôi không nói tới bài thơ của ông. Tôi nhắc lại những sự kiện diễn ra trong mấy ngày qua liên quan tới nhân vật giàu nhất thế giới với tài sản 300 tỷ mỹ kim. Một người được xem là à, trưởng thành ở Nam Phi Và trở thành một nhân vật khá lạ lùng Ở trong cái thế giới điện tử và ở trong cái thế giới kỹ thuật Đặc biệt là ông đứng ra một bộ trời riêng Và không dính dấp gì tới cái đám ma bùn ở Silicon Valley Tôi gọi là đám ma bùng bởi vì đám này nó liên kết với nhau Thành một cái thế lực và nó đang áp đặt tất cả những cái chế độ chuyên chế Đối với những người dân mà đang hưởng những cái nền kỹ thuật do họ sáng tạo trong đó còn có Google, Amazon, rồi uh, uh, Facebook, Twitter cho tới kể cả công ty Microsoft. Tất cả những cái này, họ đều là liên kết thành một cái uh, hệ thống kiểm soát toàn bộ cái uh, đời sống của người dân Hoa Kỳ qua những cái kỹ thuật mà họ sáng tạo ra và họ sử dụng cái này để bắt đầu làm cái quyền lực và áp dụng tất cả những cái chính sách chuyên chế của họ lên những người sử dụng. Nhưng Elon Musk lại là người đứng ngoài của cái đám ma bùn này. Ông ta đứng riêng một bầu trời. Ông ta không dính dấp gì tới cái cái sự phát triển kỹ thuật chung với lại cái đám ở Silicon Valley. Mặc dù là ông đã đến California từ năm 1995 và từ đó thì ông ta đã bắt đầu những cái chương trình đầu tiên của mình khi mà bắt đầu sáng lập từ những cái công ty đầu tiên và đã thành công năm 2000, năm 199 mấy đó, thì tôi nhớ không lầm thì ông đã sáng lập cái ngân hàng gọi là xcorex.com thì ngân hàng này sau đó lại xác nhập với một ngân hàng khác để sáng lập ra công ty chi trả tiền trên thế giới hiện nay là công ty PayPal mà sau đó là mua lại với lại IB năm 2002 rồi tới năm 2004 thì à, năm 2000 cùng năm, năm, 2002 thì ông lại sáng lập công ty SpaceX một cái ý tưởng rất khùng điên thời điểm đó người ta nói rằng tự nhiên mà có một cái những cái dự án nghiên cứu không gian vũ trụ là của chính phủ. Anh là tư nhân mắc mới gì đi làm cái chuyện khùng điên như vậy. Và Elon Musk cười không nói gì cả. Đến năm 2004 thì Elon Musk lại bắt đầu có cái ý niệm sáng lập cái công ty sản xuất xe điện lúc đó còn tên là Tesla Motor, nay thì nó là Tesla Corporation. Thì quý vị, đến 2008 thì ông trở thành tổng giám đốc của công ty Tesla. Và Kế tiếp thì sau khi mà ông lập công ty SpaceX xong thì quý vị nhiều người vẫn cha cho rằng đây là cái ý tưởng khùng điên của một tay tỷ phú, một tay có tiền muốn chơi kiểu nào chơi. Nhưng dần dần tới ngày hôm nay, bắt đầu là sau gần 20 năm, người ta chứng kiến được cái tài sản của Elon Musk từ một người gọi là chưa ra gì, chưa có khả năng và trở thành một người giàu nhất trên thế giới. Và công ty SpaceX của ông bây giờ ngay cả cơ quan NASA phải mượn tất cả những cái uh, kỹ thuật và những cái cách đưa người lên không gian và đưa người xuống khỏi uh, đưa người xuống trở lại trái đất từ công ty SpaceX và công ty SpaceX đã ký rất nhiều hợp đồng với lại NASA và kể cả bên bộ quốc phòng của Hoa Kỳ. Trong khi đó ngược lại đối thủ của ông là Jeff Bezos là ông chủ của công ty Amazon công ty bán hàng lớn nhất trên thế giới ở uh, eBay trên uh, mà trên uh, internet thì Jeff Bezos bây giờ lại ra một công ty Blue Origin cạnh tranh với lại công ty SpaceX của Elon Musk. Trong khi cách đây mười mấy năm thì chính Jeff Bezos là người đã lên tiếng và chỉ trích ông uh, Elon Musk là một kẻ khùng điên. Nhưng bây giờ chính Jeff Bezos cũng phải sáng sáng lập một cái công ty Blue Origin để làm về nghiên cứu về không gian vũ trụ và đưa những cái chuyến tàu lên không gian vũ trụ. Quý vị không ai tưởng tượng được. Cái cách nhìn của Elon Musk Và khi mà Elon Musk đưa ra cái khái niệm Về xe điện từ năm 2004 Thì tới ngày hôm nay Chính quyền của Joe Biden Lại lên tiếng thúc giục Là sẽ có cái Phân nửa người dân Hoa Kỳ Dùng xe điện từ đây cho tới năm 2030 Thì quý vị Elon Musk là một người như thế nào Elon Musk là một người như thế nào Mà bây giờ cả Joe Biden Cũng phải chạy theo cái chính sách của Elon Musk thật sự quý vị elon musk tôi với cái nhìn của tôi một cách chủ quan ông là một người rất độc lập <laughs> ông là một người rất độc lập về suy nghĩ và rất độc lập về cái uh, chính trị và kể cả về cái xã hội do đó ông không để cho bất cứ một cái người nào <laughs> hay bất cứ một ai chi phối và tác động tới ông ta đặc biệt là ông ta đã từng học ở trường đại học pennsylvania ở Philadelphia, rồi sau đó ông về tới california ông lại theo học tại trường đại học Stanford nhưng mà học một thời gian thì ông bỏ và đi ra làm thương làm thương nhân thì quý vị có nghĩa là ông đã học ở những cái trường đại học và những trường đại học này có những cái tư tưởng có vẻ như không phù hợp với lại Elon Musk không phù hợp với Elon Musk bởi vì họ giảng dạy những cái tư tưởng khuynh tả rất nhiều và ông cảm thấy không phù hợp ông bước ra và sau khi bước ra ông sáng lập thì ông đi theo một cái khuynh hướng rất lạ lùng mà cuối cùng những cái khuynh hướng đó, thời điểm đó người ta không nhìn thấy. Nhưng mà vài một khoảng thời gian sau, người ta mới giật mình. Ngay cả cái đồng coin tức là đồng Bitcoin, là lúc đó mọi người xem đó là một cái thứ tiền ảo. Nhưng Elon Musk lại là một trong những kẻ tiên phong đầu tư vào đồng Bitcoin. Để rồi ngày hôm nay đồng Bitcoin đã lên tới giá trị mươi mấy ngàn Mỹ Kim và có tham vọng lên cả trăm ngàn Mỹ Kim cho một đồng Bitcoin. Con số chưa bao giờ có. Và mỗi một tiếng nói của Elon Musk trên thị trường coin tức là thị trường cryptocurrency đó tiền điện tử đó nó ảnh hưởng toàn bộ thị trường có thể nói con người của Elon Musk là một con người khá độc đáo và dường như là ông không chấp nhận cái uh, chuyên chế tôi nghĩ con người Elon Musk là ở chỗ này nhưng ông không nói và ông ta cũng không có uh, tiết lộ và cho người ta thấy được cái khuynh hướng chính trị của mình tuy nhiên ông ta là một người rất khéo léo ông ta là một người rất khéo léo ông ta không thích thái độ chuyên gọi là chuyên chế của những công ty và kể cả những quốc gia do đó ông ta chọn một cái hướng đi là tránh được cái sự chuyên chế đó chỉ trích mà không ai làm gì được ông ta đặc biệt là quý vị ở ông ta đang có những công xưởng ở trung quốc và ông ta có nhiều cái associate ở trung quốc Tức là ông ta có nhiều liên hệ với lại uh, mối làm ăn của ông ta tại Trung Quốc. Nhưng chính quyền Trung Quốc cũng không dám làm gì ông ta. Dù rằng là dạo trước có một bà phụ nữ nào đó lên cái công xưởng của ông ta ở Thượng Hải tố cáo rằng chiếc xe của ông ta nguy hiểm, bla 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 bla, bla. Nhưng mà dường như cán bộ đảng viên Cộng sản Trung Quốc đều không dám làm gì tới Elon Musk. So với team Cook của Apple, họ ép công ty team Cook của Apple tới ngập thở luôn. Họ buộc uh, Apple phải tuân thủ tất cả những quy tắc khó khăn nhất và Tim Cook là người thỏa hiệp với chế độ cộng sản. Microsoft là ông Bill Gates cũng thỏa hiệp với cộng sản rất nhiều. Nhưng mà Elon Musk dường như không có thỏa hiệp. Ông ta làm ăn tại Trung Quốc, nhưng mà cần thiết là ông ta rút ra khỏi Trung Quốc mà không có mang nợ nần, không có để cho Trung Quốc nắm cán ông ta. Quý vị còn nhớ năm ngoái, ông ta chi trả 600 triệu Mỹ kim tiền vay nợ từ ngân hàng Trung Quốc khi mà ông ta lập cái công xưởng ở Thượng Hải. Ông trả một ra một cái bụp luôn, tức là không để một cái vết tích nào cho nhà nước cộng sản có thể làm thịt ông ta. Và khi mà cộng sản nhà nước cộng sản Trung Quốc bắt đầu ra lệnh không cho phép xe Tesla của ông ta được đậu ở các cái building của chính phủ bởi vì họ cho rằng là trong hệ trong các cái xe Tesla có hệ thống camera có thể sẽ thu lượm những thông tin này và chuyển về Hoa Kỳ cho giới tình báo của Hoa Kỳ. Thì chính Elon Musk cũng lập ra một cái hệ thống server riêng tại Trung Quốc dành cho xe Tesla sản xuất ở Trung Quốc. Tức là các anh muốn thì các anh vào trong đó xem. Tôi giữ tất cả những cái dữ liệu ở trong cái server do các anh kiểm soát. Các anh có thể vào kiểm soát bất cứ giờ phút nào. Những dữ liệu đó tôi không chuyển về Mỹ. Tôi giữ nó tại Trung Quốc cho các anh luôn, khiến cho Trung Quốc phải rút lại cái lệnh là, không, là lúc trước thì cấm xe Tesla không được đậu trong các cái building, các cái compound. Tức là các cái vị trí của các cái cơ quan chính phủ bởi vì sợ bị thu hình. Nhưng mà khi Elon Musk ra một cái hệ thống, một cái warehouse server ở tại Trung Quốc và giữ tất cả những dữ liệu đó. Và nếu an ninh Trung Quốc muốn thì cứ vào, vào trong đó kiếm luôn. Thì quý vị, có nghĩa là cái cách chơi của Elon Musk, chính quyền Cộng sản Trung Quốc không làm gì được ông ta hết. Mặc dù trong thời gian gần đây Tập Cận Bình đánh rất mạnh các công ty về kỹ thuật ở Trung Quốc. Từ Tencent, Alibaba cho tới... Uh à, đi 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 tức là đi đi đó là tất cả những công ty kỹ thuật của Trung Quốc đều trở thành mục tiêu tấn công của Tập Cận Bình nhưng mà Elon Musk vẫn đứng ngoài cuộc Elon Musk vẫn đứng ngoài cuộc và không bị hề hấn gì bởi các cuộc tấn công đấm đá chính trị ở trong Trung Quốc rất rõ ràng quý vị tức là ông ta có một cái, cái tầm ảnh hưởng rất lớn đối với người dân Trung Quốc nhưng chính quyền cộng sản Trung Quốc không làm gì được ông ta hết rồi ngay tại Hoa Kỳ Điều đặc biệt là ngay tại Hoa Kỳ, ông ta chọn đứng một cái chỗ đứng khác biệt với những cái đám đầm lầy ở Silicon Valley. Đám đầm lầy ở Silicon Valley nó liên kết với nhau để nó thống trị trên các cái ngành kỹ thuật, đặc biệt là về social media, đặc biệt là về ngành kỹ thuật. Dường như ai cũng lại thuộc vào tất cả kỹ thuật của cái đám đầm lầy ở trên đó. Ngành chip điện tử cũng thuộc họ, rồi ngành nhu liệu cũng thuộc, lại thuộc họ rồi sử dụng những cái app mới Android phải dùng mà nếu quý vị dùng điện thoại là quý vị phải dùng Android hay là quý vị phải dùng uh, OS của Apple quý vị không thoát được quý vị không thoát được ngay cả hãng Sony ra điện thoại thì cũng dùng cái hệ thống Android của Apple nhưng mà Tesla lại không Tesla lại không và với khả năng của ông ta có thể dư sức ra một hãng điện thoại ông ta đang có mấy ngàn cái satellite ở trên vũ trụ cung cấp internet thoải mái rồi nhưng ông ta có thể ra được điện thoại nhưng ông ta chưa ra bởi vì ông ta không muốn lệ thuộc vào công ty Apple hay là công ty à, Google. Ông ta lại ra riêng cái điện thoại Tesla, riêng của Tesla. Thì tôi không biết là ông ta sẽ sử dụng như thế nào nhưng rõ ràng là Elon Musk đang đứng một cách rất độc lập, không muốn dây dưa gì tới cái đám gọi là đầm lầy của Silicon Valley. Và quý vị thấy chưa có một ông tỷ phú nào, tỷ phú nào dám đưa tay vào còng. Giống như Elon Musk năm ngoái khi mà uh, Gavin Newsom ra xác lệnh là buộc tất cả các công xưởng phải đóng cửa vì tình trạng đại dịch, Elon Musk vì cái nhu cầu sản xuất của mình, ông đã ra tới tận hạn, ông đứng đó và ông đưa tay vào cổng luôn, nói muốn bắt thì bắt ông đi, nhưng mà ông vẫn ra lệnh cho công nhân làm việc, chống đối trực tiếp với lại uh, uh, Gavin Newsom và cuối cùng ông nói rằng, ê, các anh chơi với tôi không đẹp thì tôi đi và cuối cùng ổng rời hết cái tổng đàn của Tesla và SpaceX từ California về Texas. Thì quý vị, chính cái thái độ này của Elon Musk là một cái gọi là à, tôi có thể nói gọi một cái là một cái lực cản rất lớn cho các lực lượng cánh tả. Bởi vì Elon Musk đã thúc đẩy một cái chủ nghĩa độc lập. Suy nghĩ độc lập và đứng độc lập không để cho ai có thể tác động tới mình. Và đây chính là cái lực cản rất lớn với các lực lượng cánh tả và họ đang tìm cách trù dập và đánh gục ổng bởi vì lực lượng cánh tả xem cái suy nghĩ độc lập này là một lực cản rất lớn cho cái tham vọng chuyên chế của họ tức là họ muốn sử dụng tất cả những cái biến cố trên toàn cầu để thúc đẩy những cái luật kiểm soát và chuyên chế tức là siết chặt tất cả những cái quyền con người kể cả cái quyền về năng lượng kể cả cái quyền về đi lại kể cả tất cả những cái quyền khác nó đang áp dụng cái chính sách này nhất là những nhóm cực tả ở tại Hoa Kỳ nhóm tôi gọi là extra extreme left là cái nhóm là họ muốn họ vì cái quyền lợi của họ họ sẵn sàng áp đặt tất cả luật lệ đối với những người dân để mà siết chặt tất cả quyền của người dân họ lợi dụng đại dịch để mà áp đặt cái thái độ chuyên chế rồi các công ty mạng truyền thông xã hội cũng lợi dụng cái vấn đề tin giả tin nhiễu tin đồn cũng áp dụng tất cả những cái uh, nội cái gọi là cái kiểm duyệt chuyên chế của họ thì Elon Musk đứng ngoài ông ta đứng ngoài internet của ông ta cũng không lệ thuộc vào bất cứ một công ty nào ông ta có một cái hệ thống satellite cung cấp cái internet riêng cho hệ thống xe của Tesla ông ta có một cái hệ thống ngân hàng PayPal để mà thoát khỏi các cái sự chi phối của ngân hàng tức là cái suy nghĩ độc lập và đứng ra độc lập không lệ thuộc bất cứ ai là một cái khuynh hướng mà tôi thấy rõ ràng từ con người của Elon Musk. Và chính như vậy, ông đã trở thành mục tiêu tấn công của những thành phần cánh tả, đặc biệt là chính quyền của Joe Biden. Quý vị nghĩ đi, khi mà Joe Biden thúc đẩy cái gọi là xe điện ở trên toàn thế giới và đặc biệt là ở Hoa Kỳ cho tới năm 2030, mời tới tòa Bạch Ốc, nhưng mà công ty sản xuất xe điện nhiều nhất thế giới lại không được mời, là công ty Tesla chỉ vì một lý do là cho bên mượn lý do là bởi vì công ty của ông ta không có cho thành lập nghiệp đoàn nghiệp đoàn công nhân cho nên cho nên không mời mời những hãng khác nhưng mà không mời tesla rồi chưa kể những hãng khác mà ra xe điện thì cái người mua được tính dụng lên tới bảy rưỡi mỹ kim cho một chiếc xe tức là chính phủ sẽ cho lại bảy rưỡi tiền tính dụng cho cái người mua nhưng mà nếu mà mua của tesla thì chỉ có bốn rưỡi thôi một cái sự phân biệt đối xử của công ty Tesla bởi Joe Biden. <laughs> là bởi vì Joe Biden mượn danh nghĩa là bởi vì công ty Tesla không có nghiệp đoàn. Mà quý vị, không có nghiệp đoàn thì cánh tả không thao túng được. Bằng chứng quý vị thấy công ty Walmart không? Công ty Walmart khi họ ra đó, họ là công ty bán lẻ, họ có nhiều đồ từ Trung Quốc thật. Nhưng mà họ không chấp nhận nghiệp đoàn. Họ không để cho nghiệp đoàn thao túng trong cái công ty của họ. Và cuối cùng quý vị Đám nghiệp đoàn nó tẩy chay Walmart Nhưng mà tẩy chay có nổi đâu Cuối cùng Walmart cũng có mấy ngàn tiệm ở khắp Hoa Kỳ Elon Musk cũng vậy Ông ta không chấp nhận cho nghiệp đoàn Bởi vì ông ta đã đối xử với công nhân Tới đầy đủ hết rồi Thậm chí là những công nhân vô làm Ngoài trừ tiền lương ra Công ty Tesla còn tặng cổ phiếu cho nhân viên luôn Để sau này nhân viên có một cái đời sống Sau này có một cái nguồn vốn Hay là có một cái tiền dự trữ nào đó cho nên ông ta thấy rằng lập nghiệp đoàn làm gì? Mình đối xử động đàng hoàng với công dân thì chẳng cần lập nghiệp đoàn để cho mấy cái tay nghiệp đoàn nó trục lợi, nó kiếm tiền và nó, nó lôi kéo công dân đi theo cái khuynh hướng chính trị của nó. Cho nên quý vị, ông Elmer đã trở thành một cái lực cản rất lớn của đám cánh tả. Nhưng nó không làm gì được ổng. Thứ nhất là cái lượng fan của ổng đông lắm. Lượng fan của ổng khắp trên thế giới và ngay tại Hoa Kỳ, ngay tại Trung Quốc. Tôi nói là ở Trung Quốc, đảng Cộng sản kỵ nhưng mà không dám đụng tới Elon Musk bởi vì cái quy thế của Elon Musk ở Trung Quốc mấy trăm triệu người Trung Quốc đều xem Elon Musk như thần tượng tại Hoa Kỳ cái khuynh nướng độc lập của Elon Musk đã được rất nhiều những người dân Hoa Kỳ ủng hộ lượng fan của ông trên Twitter không quý vị sẽ thấy ở trên Twitter không thôi là mấy trăm triệu người chưa kể cái trang à, của ông ở tại Trung Quốc cũng mấy trăm triệu người cái tầm ảnh hưởng của ông lớn nó tấn công không nổi thì bây giờ nó dùng Joe Biden để tấn công thẳng vào ông Elon Musk bằng những cái chính sách, quý vị thấy là phân biệt đối xử không? Mời hãng mà General Motors, GM, mời hãng Chrysler, mời những hãng khác, mà những hãng khác chưa có xe điện, họ chỉ còn đang họ còn đang chuẩn bị thành lập các công xưởng sản xuất xe điện thôi, trong khi Tesla là công ty sản xuất xe điện đã có trên thị trường rồi, nhưng mà sao quý vị lại bị đối xử như vậy? là bởi vì ổng là một cái lực cản rất lớn với lại cái cái khuynh hướng cánh tả giống như tôi nói khuynh hướng cánh tả họ dần dần đi theo cái chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội tức là họ kiểm soát và họ áp đặt những cái chính sách chuyên chế để kiểm soát và kiểm duyệt con người ngược lại ireland mất là con người có cái cá tính khá độc lập ông ta thúc đẩy một cái khuynh hướng độc lập cho tất cả những người khác đặc biệt là ông đã truyền cảm hứng về cái tinh thần độc lập của giới trẻ bây giờ quý vị Giới trẻ chạy theo Elon Musk, họ không mở tài khoản ngân hàng luôn. Họ mở tài khoản về tiền điện tử và giao dịch bằng tiền điện tử. Tức là những cái thế hệ kế tiếp này là họ chạy theo khuynh hướng của Elon Musk, cái tinh thần độc lập về tài chính. Bây giờ chính cha mẹ cũng không biết là con mình nó có tài khoản trên tiền điện tử hay không. Và nó có là nó có bao nhiêu. Mà cần gần như là mấy đứa trẻ từ ở cái tuổi sinh viên cho đến tuổi teen bây giờ. Đều chạy theo cái khuynh hướng của Elon Musk độc lập độc lập hết và rõ ràng cái khuynh hướng này nó đang hiện rõ và nó là một cái lực cản là một cái nguy hiểm cho cái tham vọng của lực lượng cánh tả lực lượng cánh tả thì lợi dụng giới trẻ lợi dụng những cái gọi là à, mỹ giới trẻ bằng những cái miễn phí này miễn phí kia tùm lum hết để mà chiêu dụ cái giới trẻ elon musk thì không dùng cái chính sách cứng rắn bảo thủ giống như bên đảng cộng hòa là áp đặt một số những cái chính sách buộc giới trẻ không được uh, uh, làm, Elon Musk lại dùng cái cách khác để thúc đẩy cái uh, cái khuynh hướng độc lập là e mày mua món hàng tại sao mày phải xin tiền cha mẹ của mày mà mày có khả năng kiếm tiền tại sao mày không kiếm tiền tao chỉ mày cách kiếm tiền và những cái hệ thống mà trao đổi tiền điện tử trên cryptocurrency bây giờ hầu hết giới trẻ đều có tài khoản trên đó và hầu hết giới trẻ cũng nhào vô những cái trang nhỏ nhỏ về mua bán chứng khoán để mà à, trao đổi và chơi daily trade mỗi ngày. Thì quý vị, cái khuynh hướng của Elon Musk đang là một cái lực cản lớn đối với lại những cái kẻ mà có tham vọng chuyên chế tyranny, tức là sẵn sàng áp đặt tất cả những cái chính sách chuyên chế lên người dân và lên những người sử dụng. Đó quý vị thấy, các cái công ty truyền thông xã hội bây giờ nó áp đặt cái chính sách chuyên chế vô cùng. Các nội dung quý vị bây giờ đâu có được thoải mái giống như ngày xưa nữa nó siết hết rồi rồi bây giờ phía đảng dân chủ về mặt xã hội họ bắt đầu lợi dụng cái đại dịch này họ áp đặt tất cả những cái chính sách chuyên chế lên người dân thì quý vị Elon Musk lại là một cái khuynh hướng đối lập tức là không lệ thuộc ai cả không bị kiểm soát và không không sống lệ thuộc ai cả tự mình xây dựng một cái gian sơn của mình và chính cái khuynh hướng này của Elon Musk đang thuyết phục rất nhiều giới trẻ ở Hoa Kỳ. Và tôi không biết rằng là ổng sẽ như thế nào trong tương lai. Nhưng bây giờ có thể nói rằng là ổng là một nhân vật bất khả xâm phạm. Đám cánh tả rất kỹ ổng nhưng không làm gì được ổng. Cái chính quyền chuyên chế độc tài ở Trung Quốc cũng rất muốn làm thịt Elon Musk nhưng mà cũng không làm gì được Elon Musk. Đây là một nhân vật khá đặc biệt. Do đó Tôi không nói về cái cách làm giàu của ông ta. Nhưng tôi nói về cái khuynh hướng độc lập của ông ta đang là một cái cuộc đối đầu một cách khéo léo đối với lại cái khuynh hướng chuyên chế, lạm quyền và kiểm duyệt của những kẻ có đầy tham vọng. Trong đó là gồm những công ty Big Tech, bao gồm những nhân vật chính trị gia cánh tả và cực tả đang muốn kiểm soát con người. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện ngày hôm nay của Phong liên quan tới Elon Musk, một nhân vật được xem là khá đặc biệt mà mọi người phải chú ý. Một lát nữa Phong sẽ trở lại với đề tài thứ hai. Mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát hành và phát thanh của Phong. Phong sẽ trở lại trong vòng 3 phút.